khổ đau và hạnh phúc trong nhân gian luôn tựa vào nhau mà tồn tại, như rắn độc ẩn mình bên dưới những cánh hoa. Nên mới có người vội vã nhặt những cánh hoa mình thích mà không biết bên dưới có rắn độc đang ẩn mình, vội vã đuổi theo những thú vui mà không biết phía trước là vực thẳm, vội vã nói những lời ác khẩu cho thỏa lòng mà không biết đã vô tình đánh thức con rắn thị phi. Ngày và đêm nối nhau làm nên tháng năm, hạnh phúc và khổ đau đan nhau dệt nên cuộc sống. Từ ngày đó, hạnh phúc và khổ đau đã trở thành một phần của cuộc đời. Nụ cười đẹp nhất là nụ cười bình thản nhìn lại cuộc sống sau những tổn thương. Việc làm ý nghĩa nhất là đem được nụ cười nối vào khổ đau để kết thúc nỗi đau hiện tại cho ta, cho người. Nếu biết bên dưới những đóa hoa xinh có rắn cực độc đang ám mình, người sẽ làm gì? Bước đi hay dừng lại? Nếu biết đóa hoa nở rồi sẽ tàn, người có chịu bỏ một phần thời gian cuộc đời mình để ươm hạt, chắn gió che mưa, chờ cây lớn? Nếu biết tình cảm một ngày rồi cũng nhạt phai, người có dám dốc lòng để thương cuộc sống? Nếu biết trần gian luôn có nhiều xót xa, người còn thương nó nữa không?